nay các bạn đã đến đây, và xin chắc rằng Chúa sẽ ban phước trên chuyến đi cũng như công việc của các bạn làm. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ học đề tài bí quyết khó lòng, hay có thể nói là bí mật của sự khó lòng, a series of the host. Chúng ta sẽ học qua ba cái đoạn kinh thánh ngắn ngủi này, trước khi chúng ta sẽ nghe lời Chúa, chúng ta đến với Chúa học được cầu nguyện. Chúng con cảm ơn Chúa, thì giờ qua rất nhanh, giờ này chúng con sẽ đến với Chúa và lời Ngài. Chúa Thánh Linh đầy dẫy môi miệng con, mở lòng và trí quý ông bà chị em chúng con, để chúng con hiểu lời của Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa và kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Xin mời Hội Thánh chúng ta dở ra trong bài chương trình, chúng ta đọc câu gốc ở trong Thi Thiên 23 câu 1. Câu kinh thánh này rất là quen thuộc, chúng ta đọc một lần trước khi chúng ta nghe lời Chúa. Chúng ta cùng nhau khởi sự đọc. Đức Giê-hô-va là chân từ tôi sẽ giảng ký tốt gì. Cảm ơn Chúa. Buổi sáng hôm nay chúng ta suy gẫm lời của Chúa ở trong ba cái khúc kinh thánh Ti-mô-thê thứ nhất đoạn 6 câu 5 đến câu 10, Hê-bơ-rơ đoạn 13 từ câu 5 đến câu 6 và Phi-líp đoạn 4 câu 10 đến câu 13. Có những lúc chúng ta nghĩ rằng nếu mà tôi đạt được điều đó thành công theo ý của tôi, nếu tôi được thành công trong học trường, trong công an việc làm, trong sự nghiệp, tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Nếu tôi cưới được người vợ, được người đó làm chồng, nếu tôi có cái công việc, cái job đó, tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Nhưng mà chưa có một người nào nói rằng tôi có điều đó, tôi có đầy đủ mà tôi thỏa lòng. Chưa có người nào ở dưới thế gian này nói tôi mơ ước và tôi tìm được sự thỏa lòng. Nhưng mà trong Kinh Thánh Thi Thiên 23 nói gì? Đức Giê-hô-va là đấng chân giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Chẳng thiếu thốn gì tức là đầy đủ, thỏa lòng, đầy đủ. Và Đức Giê-hô-va là làm gì? Đức Giê-hô-va là đấng chân giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì, tôi sẽ thỏa lòng. Người ta định nghĩa cái chữ thỏa lòng như thế này, người ta nói bí quyết ở đây sự thỏa lòng là làm sao chúng ta thắng được cái sự lo lắng, tìm được cái sự yên nghỉ hay là cái sự bình an trong cuộc đời chúng ta. Trong tiếng Anh có viết như thế này: Happy people are not those who have the most toys, but those who are content with the toys they have. Có thể tổng dịch là sự vui mừng không đến với những người nhiều của, nhưng đến với những người ít nhu cầu. David cho chúng ta biết cái bí mật, cái bí quyết qua một cái hình ảnh cái con chim nằm xuống thoải mái một đồng cỏ xanh tươi nơi mé nước bình tĩnh. Là khi chúng ta thỏa lòng là lúc đó bụng của chúng ta no, phải không? Chúng ta được enjoy nơi bãi cỏ, giống như một cái con vật khi nó ăn no thì nó enjoy, nó nằm ở nơi bãi cỏ, nơi gần mé nước, rồi nó nhai, rồi nó nhìn cảnh hoa lá. Mà khi quý vị, ông bà, anh chị em mà cái bụng mà no nê, thỏ bụng rồi đó, thỏ là thỏ dạ rồi, thì chúng ta làm gì? Khi mình ăn no là mình làm gì? Mình buồn ngủ, phải không? Mình thích đi ngủ, ăn no rồi là mình không có còn muốn thích nữa. Ăn no rồi lòng mình nó đầy đủ rồi, không có thèm nữa thì mình lại buồn ngủ. Mình muốn lay down, mình muốn rest. Một em bé thì đang đói, khát sữa thì em bé đó làm gì? Em đó khóc, la. Nhưng mà khi cha mẹ cho nó một bình sữa rồi thì nó bú xong rồi, đang khi bú rồi nó nằm nó ngủ luôn. Tại vì sao? Nó được nó no nê, thỏa mãn. Thưa quý vị, nữ danh sĩ nổi tiếng Madison viết về một người bạn của bà nói người bạn này dành cả cuộc đời của ông đi tìm sự thỏa lòng.
đầy đủ sự vui thỏa hạnh phúc trong cuộc đời, ở trong cuộc đời của ông. Khi còn là thơ ấu, anh sinh ra ở trong một gia đình nghèo và anh muốn sống vui thỏa hạnh phúc đầy đủ thỏa lòng. Phải có vật chất, phải có tiền mới mua được. Cho nên anh ta học rất là giỏi, anh trở thành một kỹ sư giỏi. Và anh ra trường, anh hành nghề kỹ sư của ông và ông trở thành một nhà triệu phú. Và sau đó thì ông mới khám phá được một cái điều: tiền không phải là giải đáp. Ông bắt đầu suy ra tìm sự vui thỏa với những cô gái mà ông có được, và những chiếc xe đắt tiền, những con thuyền du ngoại ở trên biển cả. Nhưng rồi ông cũng không tìm ra được cái hạnh phúc, ý nghĩa trong cuộc sống của ông. Thế rồi sau đó ông mới bắt đầu đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Nữ bác sĩ Madison mới nói như thế này: tới khi tôi gặp được ông, tôi đã thử hỏi các những phương cách mà ông biết được, họ bày cho ông để ông tìm sự thỏa lòng và ý nghĩa trong cuộc sống. Ông đi tìm và ông chẳng bao giờ gặp được và chẳng bao giờ tìm được nữa. Ông đi học đàn guitar 3 lần một ngày, classical cổ điển buổi sáng, nhạc mễ tí cơ vào buổi trưa, rồi modest tăng nhạc vào buổi chiều cũng chẳng thỏa lòng. Ông tập tược ở trên đá trên băng, mỗi buổi chiều ông bỏ ra 4 tiếng đồng hồ để ông tập luyện. Rồi tập luyện nhiều năm cũng ông cũng không thấy thỏa lòng. Đến năm ông đến rồi ông bắt đầu đi sưu tầm đồ cổ. Ông thấy cái gì đồ cổ là ông mua. Ông về ông để rất là nhiều và cuối cùng ông cũng không biết làm gì, cho nên ông mở ra một cái tiệm đồ cổ để ông bán. Rồi ông thử những cao lương mỹ vị ở trên thế giới, rồi ông lên cân, rồi ông phải kiêng ăn để giảm cân, rồi ông cũng chẳng khó lòng. Ông lập gia đình rồi ông ly dị. Rồi ông lập gia đình rồi ông ly dị chẳng thỏa lòng. Cuối cùng thì ông bỏ tất cả để đi tu. Ông trở thành một tu sĩ của Phật giáo. Ông đi tu nhiều năm và bà Vedicin mới nói rằng: sau nhiều năm tôi gặp lại ông, ông tóc ông đã bạc trắng, ông mặc một chiếc áo cà sa bạc, nhưng nét mặt ông vẫn như xưa. Tôi hỏi ông, anh có tìm ra được sự thỏa lòng của đời sống mình chưa? Ông trả lời: chưa, nó vẫn còn đâu đó ở ngoài tầm tay. Thưa quý vị, buổi sáng hôm nay, dù cho quý vị có bao nhiêu tiền, có bao nhiêu uy quyền, có bao nhiêu danh vọng, bao nhiêu bằng cấp đi nữa, nếu quý vị không có sự thỏa lòng, no đủ tất cả quý vị sẽ trở thành vô nghĩa. Sự thỏa lòng là một cái, người ta nói là một cảm giác đầy đủ, là một sự cảm giác bình an. Dù cho chúng ta sống trong bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ sự việc gì xảy ra xung quanh, chúng ta cảm thấy mình có một ý nghĩa, một mục đích, sự đầy đủ trong cuộc sống của mình. Sự thỏa lòng làm cho người nghèo trở nên giàu. Tôi xin nhắc lại, sự thỏa lòng làm cho người nghèo trở nên giàu, và không thỏa lòng làm cho người giàu trở nên nghèo. Người có được hạnh phúc trong cuộc sống đó là ai thưa quý vị? Là người biết hưởng những gì mình đang có. Ai là người biết hưởng những gì mình đang có? Chỉ có những người biết thỏa lòng mình đang có ở trong tầm tay của mình mà thôi. Và ai là người có được sự thỏa lòng trong cuộc sống này thưa quý vị? Những người nào biết cảm tạ ơn Chúa, biết tôn Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời là đấng chân giữ trong cuộc đời của mình. Amen. Amen. Có một ông chủ hãng đi ngang qua cô nhân viên, và cô nhân viên cổ đi làm, cổ than rằng: ước gì hôm nay mình có được 200 đồng thì mình sẽ thỏa lòng. Ông chủ ông nói trên đời này chưa có ai mà có sự thỏa lòng hết. Cho nên ông chủ quay lại văn phòng, ông ký một cái check 200 đồng
ông đưa cho cô nhân viên. Rồi cô nhân viên cảm ơn và ổng quay lưng, ổng bỏ đi. Cô nhân viên cầm một cái chết, cô nói tiếc quá, hồi nãy mình xin ổng 500 đồng thì giờ mình thấy thỏ lòng, bây giờ uổng quá thì ổng cho có 200 đồng. Có nhiều không đủ đủ chứ. Thưa quý ông bà anh chị, nếu cô ta nói 500 đồng thì ông chủ cho 500 đồng thì cô ta sẽ nói sao? Ước gì mình sẽ có 1.000 đô, phải không? Và nếu sự thỏ lòng đến từ đâu, xin quý vị chúng ta hãy lật lại ở trong Timôthê thứ nhất đoạn 6 câu 6. Cái điều đầu tiên, cái bí quyết thỏ lòng hay là bí mật của sự thỏ lòng đó là nằm ở trong Timôthê thứ nhất đoạn 6 câu số 6. Và sự tinh kính và sự thỏ lòng là một mối lợi lớn. Thánh đồng nghe chị đó. Ở đây quý vị thuộc cái câu kinh thánh này chứ không? Dễ quá. Sự tinh kính và sự thỏ lòng là một mối lợi lớn. Tinh kính là gì thưa quý vị? Tinh kính ở trong tiếng Anh gọi là gaslightness, mà dịch từ tiếng Hy Lạp là Yusibela. Yusibela là một con người thờ phượng Đức Chúa Trời, là trung tâm điểm trong cuộc đời của người đó, là cuộc đời tinh kính. Và khi là cuộc đời tinh kính thì người đó thờ phượng Chúa làm gì thưa quý ông bà chị em? Người đó thờ phượng Chúa một cách sốt sắng, trung tín trong cuộc đời của mình. Mà ở đây Kinh Thánh không nói là tinh kính là đầy đủ. Kinh Thánh không có nói, không có nói tinh kính là đầy đủ. Nhưng mà Kinh Thánh nói là tinh kính và sự thỏ lòng. Tại sao cái cộng thêm cái thỏ lòng ở trong đó đi? Cái gì? Tinh kính chưa có thỏ lòng, nhưng mà tại sao lại tinh kính và sự thỏ lòng nó đi đôi với nhau? Nếu quý vị đọc ngược lại ở câu thứ 5 đó, cái nói cái gì? Còn những lời cãi lẽ hư không của kẻ có lòng hư xấu, mất lẽ thật, thiếu mất lẽ thật, coi sự tinh kính như là nguồn lợi này. Nhiều ngày hôm nay người ta coi cái sự tinh kính, coi tôn giáo như là nguồn lợi, lợi dụng tôn giáo để làm lợi cho riêng mình, cho căn ngang làm giàu cho cả nhà mình. Có những người coi niềm tin, coi đạo như là một phương cách thỏa mãn cái ego, cái lòng, cái xác thịt, cái lòng tham muốn của mình ngày hôm nay. Và ở đây có lòng tinh kính, mà nó không có lòng tinh kính thì nó sẽ làm gì thưa quý ông bà chị em? Nó đi chặt đường. Không có lòng tinh kính thì nó sẽ đi độc đường. Nó trở thành cái nguồn lợi cho riêng mình. Trong ngày 21 tháng 4 năm 2015, tại San Jose có một tin rất là đau buồn. Tại trung tâm công giáo là Vietnamese Catholic Center, báo người Việt họ đăng là có ông một linh mục Hiển Minh Nguyễn. Ông linh mục này trước kia làm quản nhiệm một cái giáo xứ ở công giáo tại San Jose, bị truy tố gian lận rồi tốn thế, bị California đã bắt 14 tội danh. Và ông đã lấy hàng trăm ngàn đô la của giáo dân dâng vào và ông bỏ ra trong bát cao. Bởi vì thấy tinh kính nó trở thành cái nguồn lợi, lợi dụng cái niềm tin của người ta, lợi dụng cái chức quyền, cái đạo để làm rỡ cho riêng mình. Ở Việt Nam thì mình không có nói xấu với họ, nhưng mà Việt Nam thì có những mục sư, những đệ tử Chúa, họ xây một cái nhà thờ. Trong lúc đang xây nhà thờ thì họ lại xây cho họ một cái nhà, chiếc xe công nhân chở cát đến đây, một chiếc xe chở cát đến một cái chỗ khác để họ xây cho họ cái nhà. Khi họ về hưu họ có nhà hả? À, cuối cùng mọi người giáo dân họ mới moi ra, ô có những ông mục sư, ông này ông kia tham nhũng, mới có những người tham nhũng, mới có người bị tất chức, giám hội tất chức. Và ở đây chúng ta thấy sự tinh kính và sự thỏ lòng, câu thứ 7 nói gì? Cho chúng ta thấy vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo chúng ta, qua đời cũng chẳng đem gì được, cho nên chúng ta cần có sự tinh kính và
sự khó lắm. Vì chúng ta ra đời chẳng đem gì đến được, lìa đời cũng chẳng đem được, cho nên tin kính Chúa mới đem được lên thiên đàng thôi quý vị. Amen. Đức tin ở trong Chúa không có giam phạm cho em. Cho nên tin kính Chúa mới đem lên thiên đàng, và đức tin là ở trong Chúa, mà chỉ có ở trong Chúa cho nên cộng với đức tin và lòng tin kính. Mà nếu mà không có đức tin, không có tự tin kính thì sẽ không có sự thỏa lòng. Là sự thật mà nhiều người ngày hôm nay, nhiều hôm nay người ta dùng cái sự tin kính, cái lòng tốt của người khác để làm cuộc đời. Sự thật nhiều khi ngày hôm nay nói ra thì mình đụng chạm, người ta nói mình chỉ trích, nhưng mà đó là sự thật. Nhiều khi ngày hôm nay mình không có chấp nhận cái trong cuộc sống. Nhiều lúc chúng ta sống ở trong, ở đây nhiều khi mình thấy cái sự đau khổ, chúng ta thấy nó đưa đẩy đến chúng ta. Nhiều khi mình đau khổ, mình cay đắng khi mình mất một cái điều gì đó. Mình làm gì thưa quý ông bà chị em? Mình đau khổ, mình không có một cái gì mình mong ước thì mình làm gì? Không thành thì mình đã đau khổ. Mình cảm thấy cuộc đời của quý ông bà chị em và tôi vô vị, mình cảm thấy thất bại, mình vô dụng, mình bất tài. Mà đối với quý vị, cái cảm tưởng, cái cảm xúc đó, cái gì có cảm xúc đó không? Khi mà mình không thành công, mình không có đạt được mục đích thì tự nhiên mình chán nản, mình thất vọng. Và khi mình không đạt được cái điều đó thì mình muốn cảm thấy đau khổ. Tại sao? Tại sao chúng ta đau khổ? Tại vì nếu chúng ta ý thức được mình ra đời không có đem gì theo và lìa đời thì không có đem gì được, thì lúc đó mình sẽ thỏa lòng, mình không cần đau khổ. Được hay là không được không có sao đâu. Mà Chúa ban cho thì Chúa lấy đi, cảm ơn Chúa giống như ông Gióp. Mình với người là không có thì mình trở nên khổ sở, mình khó. Mình quý vị trong bàn cho em có cảm nghĩ gì không? Và Kinh Thánh nói, vả sự tin kính và sự khổ lòng là một mối lợi lớn, vì chúng ta ra đời chẳng đem gì theo được và lìa đời cũng không có đem gì. Quý vị thấy mấy ông triệu phú, mấy ông tỷ phú chết ông có ba cũng có một cái hàng thôi, rồi thiêu đốt đâu có để tiền đô đó mà hàng tám ở trong hàng đâu, phải không? Cũng đi hai tay chắc có bộ đồ rồi, họ đẩy bóng đốt cây đẩy vô rồi thiêu rụi ra thành to đó, chẳng đem gì. Kinh Thánh nói ra đời không đem gì mà lìa đời cũng đem gì. Cho nên thỏa lòng. Có nhà tư bản đó, có ai nói gì tiền gì bạc, nhưng mà có nhà tư bản đó, ông ở miền Bắc, ông xuống với miền Nam, South Carolina, North Carolina, miền Nam Hoa Kỳ. Một ngày kia thì ông ta xuống miền Nam để thăm viếng, để kiếm một mối làm ăn. Ông ta thấy có một người đang nằm ở trên một chiếc thuyền nhỏ đánh cá. Mình nhìn bầu trời, ông nằm, ông quát cái giò lên, ông nằm, ông nhìn trời, thấy thoải mái, hình trôi. Ông nhà tư bản này mới thấy ngạc nhiên, kinh khủng. Thấy người đó nằm yên lặng trên chiếc thuyền đánh cá nhỏ của mình, nhìn trời, ngước lên nhìn trời. Nhà tư bản nói, tại sao anh không chèo ra xa để đánh cá, mà anh nằm đây chi vậy? Người đánh cá nói, tại hôm nay tôi câu đủ rồi, đánh đủ rồi. Nhà tư bản nói, thì tại sao anh không ra, anh ra xa để bắt cá nữa? Người đánh cá hỏi, tôi bắt thêm cá để làm gì? Nhà tư bản nói, thì anh sẽ bán, anh có tiền, anh có thêm tiền thì anh có, anh gắn chiếc tàu, có cái máy, thì có cái máy anh đi xa hơn nữa, anh bắt nhiều cá nữa, anh bắt nhiều cá nữa thì anh bán, anh có tiền thêm rồi, anh mua lưới, anh ni lông thì anh sẽ bắt được nhiều cá hơn, rồi anh sẽ bán, rồi biết đâu anh sẽ mua được một chiếc tàu lớn, thật là lớn, rồi ba chiếc tàu, rồi bốn chiếc tàu, rồi một đội tàu, rồi anh sẽ giàu có giống như tôi. Người đánh cá nhìn người tư bản, rồi người đánh cá mới hỏi người tư bản, rồi tôi sẽ làm sao đây? Rồi tôi sẽ làm sao đấy? Nhà tư bản trả lời, rồi anh sẽ thật sự vui hưởng, really enjoy life.
và anh sẽ vui hưởng trong cuộc sống. Đại khái vậy. Đến lúc đó thì anh đánh cáo mới nhìn nhà tư bản. Ông nghĩ tôi đang nằm đây, ở đây làm chi đây? Ông nghĩ tôi đang nằm đây, ở đây làm chi? Có phải tôi cũng đang nằm đây, tôi cũng enjoy life vậy? Đâu có cần tôi phải đi ra xa để đánh cá, đâu cần phải mua một đội thuyền để tôi giàu có rồi tôi mới enjoy life. Tôi đang nằm đây, tôi cũng enjoy life. Đâu chờ đến giây phút đó hay không quý vị? Không cần chờ đến giây phút đó. Khi chúng ta đọc lại cái kỹ lại trong Timothy thứ nhất đoạn 6 câu 6 thì Kinh Thánh nói gì? Vả sự tinh kính và sự thỏ lòng là một mối lợi lớn. Vì chúng ta ra đời chẳng đem gì theo chúng ta, qua đời cũng chẳng đem gì theo được. Như vậy miễn là đủ ăn đủ mặc là thỏ lòng. Ở đây có ai thiếu ăn không? Quý vị có ai thiếu ăn không? Thiếu ăn. Cảm ơn Chúa. Có ai thiếu quần áo bạn không? Không có, nếu có tôi cho. Tôi có nhiều rồi. Như vậy quý ông bà anh chị, không ai thiếu ăn, không ai thiếu mặc. Ăn ít lại, chút xíu lại phải không? Sợ nó lên cân. Tôi hồi tôi chưa lập gia đình tôi ốm lắm. Ốm giống như người già, người 50 tuổi. Tôi bỏ cái hình lên mấy người kia nói là chú nhìn thấy chú giống như mà ở bưng miền mới vô ra. Nhìn thấy già ghê, 50 tuổi. Rồi tôi đi học kho lẹp, đi học trường Kinh Thánh. Lúc đó có 126 phào rồi. Lúc cưới vợ là đúng 126 phào. Cưới vợ về tôi lên dù. Bây giờ lên 140. Mà muốn xuống cân không xuống nổi. Bây giờ bụng to tại mình lớn tuổi rồi. Ăn không dám ăn nhiều. Tại sao? Sợ mập. Đây rồi. Nhiều khi thưa quý ông bà chị em, nhiều khi chúng ta có thấy thỏa lòng không, nhưng mà Kinh Thánh nói vậy, đủ ăn đủ mặc là thỏa lòng, còn như kẻ muốn nên giàu có thì làm gì? Ắt xa vào cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô thiệt hại kia. Diệt hư mất bởi chân sự tham tiền bạc là tội rễ của mọi điều ác. Vì ai đeo đuổi nó thì làm gì? Chúc lấy mọi điều đó đấy. Ai mà tham tiền á là gì? Chúc lấy xa ngã mọi điều đó đấy. Ngày hôm nay, buổi sáng hôm nay tôi nói về sự thỏ lòng, nói về tiền bạc mà mấy cô, mấy cậu đây còn trẻ và nghe một sư nói là chắc ngồi chắc là lấy đá tội tôi quá. Đang hy vọng người ta đi học, ta ra trường, ra bác sĩ, ra dược sĩ, người ta làm có tiền mà một sư buổi sáng hôm nay nói đừng có tham tiền, đừng có... chắc tôi bị ném đá này, không thích hợp. Nhưng mà thưa quý ông bà chị em, ngày nay hôm nay người ta nói thời đại ngày hôm nay là gì? Ngày đại hôm nay là đô la number one, là mạnh nhất. Thời đại này là thời đại đô la, là mạnh nhất. Mà tôi giảng đây tôi nói muốn giàu có thì sẽ xa vào sự cám dỗ tiền bạc cầu rễ thì sẽ bị đánh đá không, bị chửi không? Ông này không học thời không? Thời buổi này là đô la number one. Mà nói đi giờ nói ham tiền, không chịu ham tiền, không làm tiền. Nếu mà Chúa muốn ban cho tiền bạc là cảm ơn Chúa, amen. Chúa ban cho quý vị giàu có, cảm ơn Chúa. Nhưng mà đừng có ham tiền bạc mà bỏ Chúa. Cái đó mới là cái sai. Chúa cho mình giàu, cảm ơn Chúa. Chúa đến giàu có ban cho chúng ta. Và hai cái đó nó phải khác biệt. Khi quý vị phân rõ cái vấn đề Chúa cho chúng ta giàu có, cái đó là chuyện của Chúa. Nhưng mà chúng ta ham muốn để trở nên giàu có, tìm đủ mọi cách để trở nên Chúa, bỏ Chúa để giàu có, bỏ vợ con để vào giàu có, bỏ chồng để vào giàu có, cái đó mới là cái sai. Không có gì sai, miễn sao chúng ta giữ lòng tôn kính với Chúa. Nếu Chúa cho chúng ta giàu, làm ăn thanh thông, cảm ơn Chúa. Nhưng mà chúng ta đừng bỏ Chúa. Muốn làm gì thì làm, nhưng mà Chúa là số 1 trong cuộc đời, năm một quan. Mà người nào đặt Chúa ngôi vị số 1, thưa quý ông bà anh chị em, rồi đó thì mấy cái kia nó chỉ là thứ yếu. Kinh Thánh nói gì vậy? Tham tiền bạc là cội rễ mọi người.
vì nhiều người tham này bỏ vợ bỏ con đi theo người khác. Ở cuối cùng tôi có người quen ở bên Arizona giàu lắm, biết bao nhiêu apartment, giàu cái nhà 7,000 square feet. Đi về Việt Nam làm ăn giờ bỏ vợ ly dị vợ rồi đi theo con nhỏ khác Việt Nam rồi. Bây giờ là phải chia của. Cái gì thế anh? Bỏ Chúa luôn. Đó là điều thứ nhất. Mà điều thứ hai ở đây, buổi sáng hôm nay chúng ta bí quyết của sự thỏa lòng cần có sự làm. Thứ nhất mình có sự tin kính. Có tin kính mà mới có sự thỏa lòng thì chúng ta biết rằng ra đời chẳng tham gì theo mà lìa đời. Thì trắng tay ra đời thì trai gắn mà lìa đời ấy cũng trắng tay, cho nên đâu worry, mình không có lo. Vì Chúa là đấng mang cho chúng ta. Điều thứ hai, bí quyết thứ hai, thỏa lòng chúng ta cần có cái gì? Giả lại trong Hebrew, quý vị chúng tôi giả lại trong trong Hebrew đoạn 10-13. Chớ cái tham tiền cũng có tiền nữa, mà ai mà sẽ tham tiền hoài vậy? Chớ tham tiền, hãy lấy điều mình có là đủ rồi, vì Đức Chúa Trời có phán ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu. Câu 6. Như vậy chúng ta được lấy lòng tin chắc mà nói rằng Đức Chúa giúp đỡ tôi không sợ chi hết. Người đời đã chi tôi được. Ở đây nói tiền nữa, nay ngại quá. Nói chớ tham tiền, Kinh Thánh nói gì? Hãy lấy điều có mà làm đủ rồi. Có nghĩa là gì? Kinh Thánh nói là gì? Bây giờ tôi có 1,000 cái giường ngủ đó. Với một cái giường có gì khác không quý vị? Số lượng thì khác, nhưng mà quý vị ngủ có đêm, ví dụ ngủ 1,000 cái giường không? Làm như xe đông xe nè, hay chạy trốn chỗ này chỗ kia, phải không? Không, mình có một cái giường, ngủ một cái giường thôi. Bây giờ quý vị có 100 chiếc xe, cái một chiếc xe đó gì khác không? Khác số lượng thôi, không? Mà quý vị lái lần có lái 100 chiếc không? Không, chỉ một chiếc thôi. Cũng một chiếc thôi, chắc có lẽ không? Nhiều chiếc xe hơi trong chiếc xe đóng bảo hiểm mệt luôn các bạn. Đóng tiêu bảo hiểm là đóng thế tiêm viên nó mệt luôn, đóng kém. Quý vị và bà anh chị em đừng, Kinh Thánh nói gì? Kinh Thánh nói chứ không phải một sự nói. Kinh Thánh nói gì? Đừng tham tiền, hãy lấy điều mình có làm đủ rồi. Lấy điều mình có, mình đang có đó, thỏa lòng nằm trong tay, bây giờ mình có làm đủ rồi, có nghĩa là đừng có tham tiền nữa, nhưng mà lấy cái điều mình có ở đang có đó làm đủ. Hồi nãy Kinh Thánh nói về tiền, về vật chất, tôi tìm được cái điều này ở trong Kinh Thánh. Cái gì? Đối với vật chất chúng ta nên phải thỏa lòng. Đối với vật chất tiền chúng ta cần phải thỏa lòng, mà nhưng mà nếu đối với sự tin kính chúng ta cần phải đi tới. Vật chất phải rõ lòng, tin kính phải đi tới. Tại sao? Đức tin phải luôn luôn tấn tới. Kinh Thánh nói vậy mà mình phải tăng trưởng đức tin, phải đức tin phải lớn lên, trầm thước gấp gạt trọng miệng, về cao về xấu thể nào. Nhưng mà tiền bạc phải thỏ lòng. Tại sao thưa quý vị? Tin kính phải tiến tới, vật chất thì phải thỏ lòng. Tại sao chúng ta cần phải thỏ lòng trong vấn đề này thưa quý ông bà anh chị em? Tại sao chúng ta lại có được sự thỏ lòng mà những người có vật chất mà họ không có thỏa lòng? Tại sao họ không thỏa lòng? Bà Lori Hollywood, bà chết trong đóng tiền. Tiền bà chết đóng, bà ngồi bà chết, bà uống thuốc ngủ bà chết, anh đóng tiền cũng tiền, bà không thỏa. Và nhiều người ngày hôm nay tiền bạc nhiều quá, mà con cái Chúa tìm được sở lòng ở đâu? Con cái Chúa tìm được sửa lòng nào? Không có nhiều tiền mà vẫn thỏa lòng. Lý do là tại sao thưa quý ông bà anh em? Là tại Kinh Thánh nói gì? Chớ tham tiền, là hãy lấy điều mình có làm đủ rồi. Vì ai? Vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng áo ngươi đâu. Đức Chúa Trời phán, lý do mà duy nhất chúng ta thỏa lòng
lòng là Chúa ở cùng với chúng ta. Chúa ở cùng chúng ta đầy đủ, giống như David nói mấy lần từ trước mình học ở Thi Thiên 3 đó. Chúa ở cùng chúng ta là chúng ta đầy đủ, không thiếu thốn gì, chúng ta không cần lo nữa, chúng ta sẽ thỏa lòng. Còn người không tin Chúa thì họ mới lo, họ mới Kinh Thánh Chúa nói, Chúa Giêsu nói đừng có lo lắng gì ngày mai, lo ngày hôm nay thôi. Chúa nói con nhìn sẻ mà Chúa còn lo chứ, chúng ta là con người mang hình ảnh Đức Chúa Trời. Và lý do nhất để cho chúng ta thỏa lòng là gì? Chúa ở với chúng ta, Chúa không bao giờ lìa chúng ta, không bỏ chúng ta. Chúa ở chúng ta mọi nơi, chúng ta đều phải thỏa lòng. Sự thỏa lòng là nằm ở trong Đức Chúa Trời toàn năng. Và chúng ta phải thật sự thỏa lòng khi Chúa làm gì? Sống ở trong chúng ta. Và Kinh Thánh nói về Đức Giê-hô-va là ở trong cuộc đời chúng ta, Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn không gì, chúng ta sẽ chẳng thiếu thốn gì, Chúa sẽ chẳng lìa chúng ta, sự hiện diện của Chúa ở trong tâm hồn của chúng ta. Và chúng ta có Chúa, chúng ta có tất cả. Và chúng ta sẽ chẳng thiếu thốn gì nữa, Chúa sẽ chẳng lìa bỏ chúng ta, và sự hiện diện của Chúa bảo đảm quan trọng là nguồn gốc của sự thỏa lòng. Sự hiện diện của Chúa cho chúng ta sự thỏa lòng hơn những chiếc xe hơi đắt tiền, hơn những căn nhà đẹp, những chương mục đầy tiền mà ở trong nhà ngân hàng đầy tiền, nhưng mà gia đình hai vợ chồng không bao giờ hạnh phúc. Cho đến khi chúng ta, Kinh Thánh nói gì? Cho đến khi chúng ta có Đức Giê-hô-va là đứng chân giữ, và Đức Chúa Trời làm chủ cuộc đời chúng ta, có nhiều lúc chúng ta quên này về sự hiện diện của Chúa ở trong cuộc đời chúng ta. Mình đi theo Chúa, mình có đi tìm đâu đâu mà. Và đó là điều quan trọng mà chúng ta đi tìm vật chất để thỏa lòng, mà tìm ý nghĩa, quên mất sự hiện diện của Chúa mới đem lại sự thỏa lòng. Tôi nhớ tôi có kể quý vị thôi, tôi ở Việt Nam á, tôi thấy mấy anh Việt Kiều á, và đó là không có gì cầu Mỹ đâu, Việt Kiều bên Tây Đức á, họ về, họ cầm lạp xưởng, họ mang giày Adidas, họ bằng quần jean, mình mê lắm, thấy Việt Kiều về, họ là phách lắm, họ ngủ chiều nay đến nhậu nha, mà họ thấy họ làm, họ có tiền mà, Việt Kiều mà, mình ở Việt Nam là mình Việt Giang mà, mình nghèo quá mà, mình là dân đen mà, thấy Việt Kiều thấy. Nhất định trong lòng tôi nói, nhất định là tôi phải đi vượt biên. Mà không biết có đi làm kiếm nào có tiền, phải đi vượt biên. Tôi ao ước, tôi đi vượt biên ao ước có một điều thôi, là được mang bây giờ Adidas chỉ bằng cái quần jean thôi. Ước mơ chỉ có nhiêu đó thôi. Mà giờ tôi có gì vậy? Giờ mình đâu có bằng quần jean đâu, đâu cần mang giày Adidas đâu. Giày biết bao nhiêu áo đi, có đầy đủ, không có thiếu thốn gì. Có Chúa là có tất cả, amen. Có đầy đủ. Và đây Kinh Thánh nói gì? Chúa hứa ta sẽ ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Amen. Chúa hứa ta sẽ ở cùng ngươi cho đến tận thế. Chúa hứa. Chúa là đấng chăn giữ. Tôi chẳng yêu đâu. Đầy đủ. Đó là cái câu mà Chúa hứa với tôi khi tôi đặt chân đến đây. Tôi đặt chân đến đây hội thánh nhỏ có 1,001. Rồi trả tiền xe 3,500 ở nhà, 4,500 trả tiền tiền lai. Rồi cho bà thân 100. Rồi đóng insurance xe, dân phần người, rồi gọi điện thoại cho người yêu. Mỗi tháng nào cũng thiếu 100, cũng thiếu nợ. Nhưng mà tôi vẫn tiếp tục đi cho đến ngày hôm nay. Chúa cho đầy đủ, không có thiếu thốn gì hết. Amen. Đầy đủ mọi sự, thỏa lòng. Dù gặp bất cứ hoàn cảnh nào, thưa quý ông bà, chị em, tôi cũng qua được thì tôi biết rằng Chúa ở cùng. Nếu Chúa ở cùng với chúng ta sẽ có thỏa lòng, không có điều giàu lớn hơn bằng sự hiện diện của Chúa. Mà tôi hỏi quý ông bà chị em buổi sáng hôm nay, chúng ta có kinh nghiệm cái điều này chưa? Trong cuộc sống của chúng ta có kinh nghiệm Chúa ở cùng chúng ta. Bước đi với Chúa trong cuộc đời quý vị, nếu quý vị chưa tìm ra cái cảm giác đó, cái kinh nghiệm đó, tôi khuyên quý vị hãy đến với Chúa. Đến khi quý vị tìm đến Chúa, tìm gặp được, thì quý vị sẽ kinh nghiệm Chúa ở trong đời sống của mình, thì lúc đó chúng ta sẽ đầy đủ. Còn nếu không, quý vị sẽ đi hoài, dù quý vị ở trong nhà cao cửa rộng, ở trong nhà thờ, quý vị muốn đi tìm, quý vị chưa gặp Chúa Giê-xu, Đức Giê-hô-va
chưa gặp Chúa Giêsu chúng ta phải tìm, khi chúng ta gặp được Chúa thì chúng ta sẽ thọ lòng. Ở trong thời đại này chúng ta thấy ngày hôm nay chúng ta sống đó, ở thời đại ngày hôm nay là thời đại gì thưa quý ông bà anh chị? Thời đại tiêu thụ, mua sắm, bản quảng cáo ngoài đường, ở trên TV, ở trong internet, trên sao lộ run khúc thúc giục chúng ta làm gì? Mua thêm, có thêm, có thêm, có thêm đòi, có thêm vật chất thì mới hạnh phúc không? Có thêm đồ và làm cho chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta phải có thêm, làm cho chúng ta tiêu xài những thẻ credit card nợ lên thật nhiều, làm một việc không trả nổi, làm hai việc, làm ba việc rồi. Mỗi ngày người Mỹ người ta nói là 75% là người ta thiếu ngủ, phải uống thuốc ngủ. Tại vì sao? Tiền nợ thẻ credit card trả quá nhiều. Cài biết mà cài mà không trả nổi. Và người ta nói là càng ngày ở xứ Mỹ này là nhiều người mất ngủ, có người mất ngủ tại Hoa Kỳ này càng ngày càng gia tăng, quý vị biết không? Tại vì tiền nợ gia tăng rất là nhiều. Vì người ta sử dụng rất là kha quá nhiều, mua hết cái này đến cái khác. Mới đây chúng ta mới ra hồi 6 rồi, chắc ra tháng 10 ra hồi 7. Phải không? Cho nên không có thỏa lòng. Rồi mua hết cái này, mua hết cái chớp, cho nên mất ăn mất ngủ để mà đi làm, hai cái chớp nó trả nè. Có ông kia qua Mỹ, thời gian này ông có quốc tịch, 5 năm thi quốc tịch, phía là năm năm thi quốc tịch phải không? Thế là ông ta, ông đặt Buffalo Bill. Ta hỏi ông tên gì, ông nói my name is Buffalo Bill. Tại sao qua Mỹ có nhiều tên đẹp, sao gọi ta chọn cái tên Buffalo Bill? Ông nói qua Mỹ cài những trâu để đặt trâu yêu, cho nên đặt lên bốc của lồn yêu, có gì thế không? Qua Mỹ cài để đặt nặng. Mà quý vị có bất cứ điều gì, ngày hôm nay cái iPhone mới á, có xài vài bữa nó có cái khác mới hơn, mình nó cái cũ. Có bất cứ cái điều gì đó, mình vui vài bữa rồi thì nó cũng sẽ trở thành vô nghĩa, mới tài đến với Chúa. Thỏ lòng nó mới là bền được. Kinh Thánh nói gì? Sư tử tơ bị thiếu, kém và đói, nhưng người nào tìm cầu Đức Giê-hô-va sẽ không thiếu thốn gì. Người nào tìm đến Chúa không có thiếu thốn gì, thưa quý ông bà chị em. Nhớ Chúa thì có được nhiều điều tốt, và người nào tìm đến Đức Giê-hô-va rồi không thiếu điều gì mà không tốt cho mình hết, không thiếu. Tôi cam đoan với quý vị, chẳng có gì mà chúng ta phải lo khi chúng ta có Đức Chúa Trời ở trong lòng. Của tốt theo Chúa đừng có nhiều, khi lúc nào mình nghĩ cái đó cũng là theo ý của mình. Mình cố mình tìm cho được cái này cái kia, chưa chắc Chúa thấy cái điều tốt hơn, Chúa cho mình cái tốt hơn. Nhiều khi mình nghĩ cái đó là tốt rồi, Chúa cho mình cái điều tốt hơn, bé lờ hết. Thi Thiên 40 câu 16 đó gì? Nguyện những kẻ tìm cầu Đức Giê-hô-va sẽ được khoái lạc ở nơi Chúa. Nguyện những người yêu Chúa được sự cứu rỗi. Chúa hằng nói rằng Đức Giê-hô-va đáng tôn đại thánh. Khi chúng ta tìm cầu Chúa, chúng ta sẽ vui vẻ và khoái lạc nơi Chúa. Thưa quý vị, sự thỏa lòng khi có Chúa ở cùng. Bây giờ điều cuối cùng, tôi đi chân thành. Bí mật của sự thỏa lòng là gì? Philip đồng bốn, giả lại ông Philip đồng bốn. Tôi được rất vui mừng trong Chúa vì đây anh em lo tưởng về tôi lần nữa. Anh em vẫn tưởng đến điều đó lắm nhưng không có gì tiền. Không phải là tôi muốn đến sự cần dùng của tôi, và tôi đã làm thể gặp cảnh hoàn nào cũng thỏa lòng cả vậy. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được chưa giật trong mọi nơi và mọi nơi. Tôi đã tập cả dùng no hay đói, dùng dư hay thiếu của vậy. Tôi làm được một sự nhà đến tại thiên chức. Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban ơn xích cho tôi. Tôi thấy câu kinh thánh này nhất. Cái bí mật thứ ba, dù bất cứ hoàn cảnh nào, dù mình nghèo hay giàu, thành công hay thất bại, chúng ta vẫn sống được, vẫn ở được nhờ Chúa thêm chính cho tôi. Amen. Quý vị ở Việt Nam mình nghèo mình ở được là sống được không? Được. Khó khăn. Khó khăn nhưng mà mình vẫn sống là đó. Mình qua Mỹ mình khá hơn Việt Nam, mình sống được không? Được. Quá được. Được quá được chứ. Ờ, nghe ai nói được quá. Cô Linh.
Ở Việt Nam mình đi bộ không à? Qua đây cầm tay lái hoài. Ngồi ghế bụng bự luôn. Cầm tay lái hoài cái gì, có bao giờ phải bằng trẻ mới bắt đầu lái xe 16 tuổi hả? Học high school hả? 16 rưỡi hả? Được cầm tay lái, được thi bằng lái là vui không? Vui nhất của đời mình đúng không? Mới 16 tuổi rưỡi là được thi bằng lái là vui quá rồi. Ba mẹ cho chiếc xe nữa, lâu lâu mượn xe ké. Nếu mà chưa có mua xe mà mượn xe ké chạy cũng hoài quá. Chạy mấy cái bà luôn. Ôi nhớ hoài, cầm tay lái xe là hoài rồi. Việt Nam làm gì có cầm tay lái. Nam đi bộ cũng bộ không ạ. Nhưng mà đừng nói với tôi rằng là người thỏ lòng là người không biết làm gì hết. Ở đây nói tôi làm được mọi sự nhà đất. Bên đến giúp cho tôi. Đừng nói với tôi rằng là người thỏ lòng là người không biết làm chi hết, là người làm biến mặt cho dòng đời trôi dạt mất. Muốn trôi đi đâu, giống như ruột bình, muốn trôi nước đi trôi đi đâu thì trôi. Không phải vậy. Người thỏ lòng là người ở đây là nhà sức Chúa, amen. Không phải, sức của Chúa Giêsu là cái bí mật của sự thỏ lòng. Tất cả hoàn cảnh nào chúng ta sống thỏ lòng được khi chúng ta nhờ sức của Chúa để chúng ta bước tới tuôn chảy trong cuộc đời chúng ta. Quý ông bà chị em và tôi có thể yếu đuối trong mọi hoàn cảnh, nhưng mà Chúa của chúng ta không yếu đuối, amen. Chúa chúng ta là sức lực. Và ai quý vị cần nhờ sức của Chúa vào Chúa ở trong sách trong Giăng đoạn 15 câu 4 đến câu 5, xin quý vị dở với tôi Giăng đoạn 15, Kinh Thánh Giăng đoạn 15 câu 54 đến câu 5. Kinh Thánh nói hãy cứ ở trong ta thì sẽ ở trong các ngươi, nhưng nhánh nho nếu không dính vào gốc thì không tự nhiên mình kết quả được. Cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta thì cũng chẳng không kết quả được. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh, ai ở trong ta và ta ở trong họ thì sinh ra đống trái. Vì ngoài ta các ngươi chẳng làm được. Ngoài Chúa chúng ta chẳng đi, ngoài Chúa chúng ta chẳng làm chi được, cho đến khi chúng ta phải nhờ sức của Chúa để chúng ta có thể thỏ lòng trong mọi hoàn cảnh. Chúng ta có thể thấy hoàn cảnh đau đớn, nhưng mà nếu chúng ta nhờ sức của Chúa, trong lòng chúng ta sẽ làm gì? Chiến thắng, vượt qua sự đau đớn. Trong khi chạy đua đường trường marathon ở New York City vào khoảng năm 1989, cách đây rất là lâu. Ở tại New York City có 1.400 người tham gia cái chương trình chạy đua này. Đường dài khoảng 26 dặm và thời gian chạy khoảng 2 và 3 tiếng đồng hồ. Trong kỳ chạy đua đó có cô Linda George chạy cuối cùng, chạy xong cuộc đua 26 dặm với thời gian là 11 giờ đồng hồ. Trung bình người ta chạy có 2-3 tiếng đồng hồ thôi, mà cái cô này chạy đến 11 giờ đồng hồ mới chạy xong. Cô bị bệnh tê lại, cô phải chạy bằng hai cái nạng. Cái gì hết? Khi mà mình đau chân mình phải có cái nạng á, cho nên nó lâu như vậy. Khi người ta đến phỏng vấn cô, các nhà báo thì xong 11 tiếng đồng hồ người ta phỏng vấn cô, ta đợi cô đến chạy xong, cô Linda mới nói như thế này: chúng ta đang sống trong những giai đoạn nhiều khó khăn, người nào cũng tiêu cực, hễ thấy cái gì khó khăn thì không thể làm được. Và tôi muốn làm một cái gì đó quyết định tinh thần của người khác, cho họ thấy rằng tôi là một người què, một người tê bại mà có thể chạy được đường trường, thì họ có thể đứng lên làm những chuyện khác vĩ đại hơn trong cuộc sống của họ. Xong rồi cô Linda mới nói tiếp: quý vị có biết không, 26 dặm, 15 dặm đầu tôi chạy với sức tôi, 11 dặm cuối cùng đó là hành động của Chúa. 11 dặm cuối cùng là hành động của Chúa. Phong viên hỏi, báo hỏi ý cô muốn nói gì. Khi cô nói 11 dặm cuối cùng là hành động của Chúa, why? Linda mới nói tôi chạy đến dặm 15, tôi kiệt sức, tôi mất hết tất cả những ý chí của tôi,
tôi con không còn sức lực để mà chạy. Và 11 dặm cuối cùng tôi phải chạy đua bằng sức tôi mượn từ nơi Chúa trong bản tin anh. Borrow power. Khi chúng ta không có sức, chúng ta có thể mượn sức Chúa. Sức của Chúa sẵn sàng. Và người nào chưa mượn sức Chúa buổi sáng hôm nay, hãy mượn đi thưa quý vị. Khi quý vị mượn sức của Chúa để sống, quý vị sẽ thấy khác hoàn toàn. Sức của chúng ta là giới hạn, sức của mình hữu hạn chỉ tới đó mà thôi. Nhưng mà khi chúng ta biết nhờ sức của Chúa để chúng ta sống thì nó khác. Bất cứ ở hoàn cảnh nào quý vị cũng có thể sống được hết. Bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta cũng sống thỏa lòng đầy đủ được khi chúng ta biết mượn sức của Chúa. Có bao nhiêu quý vị buổi sáng hôm nay biết mượn sức Chúa để sống? Chúng ta chưa bám vào sức của Chúa, chúng ta chưa níu vào sức của Chúa, chúng ta chưa mượn sức của Chúa. Nếu mà có một người nào mà cho chúng ta mượn tiền mà không trả lại, quý vị có mượn không? Bây giờ đó, tôi đang thiếu tiền nè, tự nhiên có cái cô này có 1 triệu phú cũng cho một sư mượn tiền, mượn không? Mượn không trả lại? Mượn không? Cái gì mượn ai không? Cũng mượn không? Mượn chứ, cổ vui vẻ, con cười kìa, con sẵn sàng cho mượn. Mình mượn mà không có trả lại, mượn chứ. Càng nhiều càng tốt, 1 triệu phú, 1 tỷ phú. Chúa có sức, Chúa vô hạn. Chúng ta hãy chạy đến Chúa để mượn. Và Kinh Thánh nói gì? Paulo nói gì? Tôi làm được mọi sự nhờ đến ban thêm sức cho tôi. Tôi luôn luôn vui vẻ trong mọi hoàn cảnh. Vì vì là đấng ban thêm sức cho tôi biết mượn sức của Chúa. Thứ nhất phải làm gì? Thỏa lòng. Thứ nhất là mình là phải có sự tin kính và sự thỏa lòng. Thứ hai chúng ta cần phải gì? Có Đức Giê-hô-va ở cùng chúng ta. Và thứ ba, chúng ta cần biết làm gì? Mượn sức của Chúa để sống. Quý vị có bao nhiêu vật chất không thành vấn đề. Khi quý vị có sức, có sự thỏa lòng. Còn nếu mà không, tất cả mọi điều đó là vô nghĩa. Và sự thỏa lòng nó đến ở đâu? Đến từ Chúa. Cho nên khi nào mà cuộc đời quý ông bà anh em bà thôi tôn Chúa Giêsu làm Chúa trong cuộc đời của mình rồi đó. Còn nếu chúng ta có ngồi ở trong nhà thờ, chưa chắc thỏa lòng. Cho đến khi chúng ta mượn sức của Chúa. Để kết thúc tôi kể cho quý vị nghe câu chuyện. Có một người nông gia ở Ba Tư tên là Elathes. Elathes là một cái chủ nông trại rất là lớn. Một ngày kia thì có một người khác mới nói cho ông, kể cho ông nghe những cái câu chuyện về những cái viên kim cương thật là đắt tiền. Quý vị báo có tìm được từ những cái xứ khác xa lạ nào đó trên thế giới. Cho nên Elathes mới bắt đầu ôm ấp cái tư tưởng những cái viên kim cương quý báu đó để trở nên giàu có trên thế giới. Và cái giấc mơ làm chủ những viên kim cương này ám ảnh ông suốt đời. Cho nên ông không màn đến làm việc nữa, ông làm mỗi nữa. Có ngày ông cứ nghĩ viên kim cương sẽ giàu có. Và cuối cùng thì sao? Ông bán cái nông trại của ông, của mình để đi tìm, đi mua những cái viên kim cương quý báu. Ông ta tiêu hết số tiền của mình bán cái nông trại. Và cuối cùng cái viên kim cương ông cũng không tìm ra. Cuối cùng thì ông thất vọng, ông hết tiền, ông làm gì? Ông tự sát. Trong khi đó quý vị biết chuyện gì xảy ra? Người mà đến mua cái nông trại của ông Elathes á, một ngày kia ông đi dạo xung quanh nông trại của mình, thì nông trại đó có một cái con suối nhỏ, nó chảy qua cái đất miếng đất của ông. Ông ta thấy dưới trong lòng suối, ở dưới đó có cái gì nó lạ. Ông đi vào trong cái dòng suối đó, ông kéo viên đá ở trong dòng suối đó lên, chỗ đó là một viên kim cương thật quý. Rồi chưa hết, ông ta mới bắt đầu cài đất bằng giường. Khi ông ta làm ở trong nông trại của mình, ông khám phá ra rất nhiều viên kim cương quý báu ở trong cái nông trại.
ông Elates đáng thương lắm quý vị. Ông ta trốn, cả cuộc đời của mình để đi tìm vương xa, để đi tìm cái viên ngọc quý giá, trong khi đó cái nông trại của mình là một cái mỏ kim cương mà mình đang làm chủ, mà bán đi chính cái nông trại đó là những viên kim cương quý giá. Nhiều lúc chúng ta chạy đi tìm những viên kim cương quý giá ở bên ngoài cho thỏa mãn khao khát tâm hồn của chúng ta. Đức Chúa Giêsu là viên kim cương đó. Đừng vì một cái ảo ảnh hư không mà chúng ta đi tìm những viên kim cương bên ngoài. Kinh Thánh nói gì? Có Chúa Giêsu, lòng tôi thấy thỏa lòng. Và chúng ta sống để ngày hôm nay chắc chắn không đem lại để chúng ta thỏa lòng đâu. Thì có Chúa Giêsu sẽ giúp cho chúng ta thỏa lòng. Chúa Martin con thì được sự sống đời đời. Đã đến Chúa Chiên con được sự sống đời đời. Sự sống đời đời. Xin mời Chúa Giêsu. Chúa giúp đỡ cho chúng ta con sự tin kính. Thank you.